Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Vâng, buổi chiều ngày hôm nay bên em xin được giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc xe thuộc hàng cực hiếm anh chị nhé. Đó chính là chiếc Kia Sportage sản xuất vào năm 2015. Thì đối với chiếc xe Sportage 2015 này là những chiếc xe cuối cùng được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam đối với chiếc phiên bản Sportage anh chị nhé. Trước mắt anh chị đây là một chiếc Sportage GT Line, xe cực kỳ đẹp và mang màu đỏ đun. Thì tại thị trường Việt Nam thì ở khu vực miền Bắc thì có khoảng 2 chiếc màu đỏ này anh chị nhé. Màu trắng thì nhiều hơn, còn toàn thị trường Việt Nam thì nó rơi vào khoảng chưa đến 100 chiếc Sportage nhập khẩu nguyên chiếc 2015 đâu. Đấy, một chiếc xe đi cực kỳ đầm chắc, thuộc phân khúc CUV anh chị nhé. Không những thế thì GT Line Sportage 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, nó được trang bị full công nghệ rồi. Đấy, xe thì bên em bán là có bao check hãng anh chị nhé, cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Một chiếc xe cực kỳ đẹp anh chị ạ, và full công nghệ. Thì tiếp theo đây thì em xin được giới thiệu chi tiết đến quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này nó có những cái điểm nổi bật gì? Đấy. Quan sát đầu tiên thì anh chị thấy là chiếc Sportage 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, nó được trang bị một cái bộ mâm rất là lớn, 19 inch anh chị nhé, với thiết kế đa chấu. Thì nguyên bản của nó là dạng phay với sơn đen tương phản, thì bác chủ ở đây là đã sơn toàn bộ màu đen rồi, kết hợp mới lại màu đỏ, nó nhìn nó có điểm nhấn, cộng với lại là bác chủ đã sơn cái củ phanh đĩa màu đỏ, nhìn nó rất là thể thao. Vành đa chấu và 19 inch anh chị nhé. Xe thì cũng được trang bị một dàn lốp còn rất là mới và rất là dày. Dòng Sportage này đi thì cực kỳ là đầm chắc anh chị ạ. Đấy. Ở cái tay nắm cửa này thì anh chị cũng biết là xe đã được trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm. Và ở đây là gương chiếu hậu ngoài với chức năng gập điện và chỉnh điện. Và anh chị nhìn ở đây cái chỗ tay em chỉ đấy ạ. Đấy, nó là một tính năng rất là đáng đồng tiền bát gạo, đó là tính năng cảnh báo điểm mù. Đấy, khi mà chúng ta bật xi nhan rẽ rất là an toàn anh chị nhé. Một dàn lốp mới luôn anh chị ạ. Và vành sơn đen nhé, với củ phanh màu đỏ, nhìn nó rất là có là điểm nhấn. Đấy. Xe thì nguyên bản rồi, không mất phân keo chỉ nào. Em sẽ không nói chi tiết về cái phần keo chỉ đâm đụng gì nữa, bởi vì là nó nguyên bản, chưa hề đâm đụng va chạm gì. Ấn tượng về cái phần ngoại thất của chiếc xe Sportage 2015 này, đó là cụm đèn trước. Đấy. Đầu tiên đó là xe có trang bị rửa đèn tự động rồi anh chị nhé. Đấy. Cụm đèn trước với công nghệ HID, đèn bóng chiếu dạng projector. Đấy. Và đèn gầm này. Đấy. Thiết kế rất là phá cách anh chị nhé. Cụm đèn thì cả hai bên là còn nguyên zin nguyên bản. Và xe có trang bị cảm biến trước rồi anh chị nhé. Cảm biến này. Đấy. Nói chung chiếc xe này thì cảm biến quanh xe. Còn đèn gầm cả hai bên là nguyên bản này. Đấy. Và nó thiết kế nó rất là nổi bật và cá tính. Đây, có rửa đèn tự động rồi nhé. Đấy. Cụm đèn zin. Trên chiếc xe này thì cụm đèn trước và đèn sau đều zin hết anh chị ạ. Đấy. Đây là phần hông xe. Hông xe thì nổi bật với lại cái bộ vành kích cỡ lớn 19 inch. Đấy, và thiết kế đa chấu nó rất là khỏe khoắn. Và cái thứ hai nữa nó là cái gương chiếu hậu ngoài. Nó đây. Nó có tích hợp cảnh báo điểm mù ở trên gương. Rất là hiện đại. Cụm đèn sau thì mang công nghệ LED rồi anh chị nhé. Và cụm đèn sau cũng là nguyên zin. Chiếc xe này là nguyên zin hết anh chị ạ. Và còn rất là mới. Kia Sportage anh chị nhé.
À, cái logo này thì là bác chủ bác ấy dán theo cái logo mới của Kia thôi. Đấy. Đây, bản này là bản GTI. Và phía sau này thì xe cũng đã được trang bị cảm biến lùi đầy đủ rồi. Cảm biến lùi đầy đủ và camera lùi anh chị nhá. Ngoài ra thì có một cái tính năng rất là đáng đồng tiền bát gạo. Đó, ở phía sau chiếc xe Sportage GT-Line này. Đấy. Đó là chức năng cốp điện anh chị nhá. Rất là hiện đại luôn. Đấy, rất là tiện, đặc biệt cho các chị em phụ nữ, kể cả đàn ông chúng ta thôi. Bởi vì là chức năng gập điện này khi mà chúng ta bê đồ nó rất là tiện lợi. Đây. Chỉ cần ấn nút nó tự động lên, tự động xuống. Rất là tiện lợi anh chị nhá. Đấy. Thiết kế phía sau xe cũng rất là đẹp. Tiếp theo đây nữa này thì em sẽ đi về chi tiết về cái nội thất của chiếc xe này. Rất là hiện đại anh chị ạ. Đấy. Đầu tiên đó là cái nội thất với lại ghế da hai màu của chiếc Kia Sportage với cái thiết kế rất là ôm người. Và trên chiếc xe Sportage 2015 nhập khẩu nguyên chiếc này, ghế da là còn nguyên bản anh chị nhá. Đấy. Viền đen chỉ vàng này. Đấy. Và phần ở giữa là dạng thông thông gió rồi. Đấy. Không những thế thì ghế của Kia Sportage 2015 nhập khẩu nó có chức năng là sấy và thông gió rồi, rất là hiện đại anh chị nhá. Cả hai bên luôn. Đây, cái phần sấy và thông gió này giúp cho người ngồi đấy cảm giác rất là thoải mái. Hơn nữa thì Kia Sportage 2015 được trang bị là ghế lái chỉnh điện 10 hướng rồi. Rất là hiện đại. Và trên chiếc xe này thì mọi chức năng đều hoạt động bình thường anh chị nhé. Đấy, chỉnh điện 10 hướng luôn. Và ghế phụ là chỉnh điện 2 hướng. Rất là hiện đại phải không ạ? Táp ni của Kia Sportage thì hai màu với phần nhựa màu đen kết hợp với phần da màu nâu. Nhìn nó rất là sang. Các nút ở trên chiếc Kia Sportage này thì còn rất là mới. Phải nói là bác chủ bác rất là giữ gìn. Đây, gương chiếu hậu có chế độ auto gập điện rồi anh chị nhé. Rất là hiện đại. Đấy. Hệ thống giải trí trên chiếc Kia Sportage này thì đều là trang bị loa JBL hết anh chị ạ. Rất là tuyệt vời. Khi chúng ta mở nhạc lên thì cảm giác là như ngồi trong nhà hát đấy anh chị ạ. Xe thì bác chủ đi rất giữ gìn, trang bị ốp bậc lên xuống chống xước đầy đủ rồi. Đấy. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì có chức năng là ngửa được anh chị nhé, ngả nâng ghế được, thế nên là giúp cho cái người ngồi ở hàng ghế thứ hai rất là thoải mái, đặc biệt là đi ở những cái cung đường xa, bởi vì cái nâng ghế nó ngả được, đấy, nó không bị đau lưng. Đấy. Và cái hàng ghế thứ hai này cũng giữ được nguyên bản anh chị nhé, giữ được nguyên bản luôn. Đấy. Có bệ tì tay này, khi mà chúng ta gập lên thì có thể ngồi ba người rất là thoải mái, bởi vì hàng ghế thứ hai của Kia Sportage 2015 nhập khẩu nó rất là rộng rãi. Táp ni thì còn nguyên bản anh chị ạ, tay nắm cửa trong mạ bạc rồi. Táp ni da và táp ni nhựa còn giữ được nguyên bản từ đầu anh chị nhé. Đấy, đặc biệt cái phần bệ tì tay này da nó còn rất là đẹp. Đấy. Hơn thế nữa thì hàng ghế thứ hai thì cũng được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai rồi anh chị nhé. Đấy. Giúp làm mát nhanh hơn, đặc biệt là cho những cái người ngồi hàng ghế thứ hai. Đấy, và có cả gì ạ? Cổng USB và sạc sạc điện 12V cho hàng ghế thứ hai rồi. Rất là hiện đại anh chị ạ. Đúng không ạ? Xe thì còn nguyên bản hết anh chị ạ. Bác chủ thì đã trang bị gối tựa đầu cho tất cả các hàng ghế rồi. Đây là phần cốp. Vẫn là cốp điện anh chị nhé. Kia Sportage 2015 thì có một cái gì ạ? Cái khoảng cốp không gian để đồ cực kỳ là rộng rãi. Tha hồ của các anh các chị để đồ nhé. Đấy. Và bác chủ đã trang bị cho mình một cái tấm nót cốp rồi, cao su như anh chị nhé, để tránh khi mà chúng ta đổ để đồ ướt
Đấy. Và có ốp chống xước cốp sau rồi anh chị nhé. Đấy. Đây, đây là phần cốp sau. Xe chưa hề đâm đụng va chạm gì. Đấy. Thế nên là cốp sau là nó chưa có vết han. Đấy. Nguyên bản từ đầu như anh chị nhé. Cốp còn rất là đẹp. Đấy. Em thì em thích nhất là có tính năng cốp điện. Đấy. Và cái khoảng không gian của cốp cực kỳ là rộng rãi. Đây. Chỉ một thao tác rất là nhẹ nhàng thôi. Chắc chắn là các chị rất thích những cái tính năng này. Cụm đèn sau zin nguyên bản. Đấy. Công nghệ LED nha anh chị nhé. Thiết kế rất là đẹp. Đây, táp ni cửa của bên phụ nhé. Còn nguyên bản hết anh chị ạ. Đấy. Trên Sportage 2015 nhập khẩu thì các chi tiết ở từ những cái cửa gió này nó đều được mạ bạc, nhìn nó rất là sang. Đấy. Những cái chỗ cửa gió điều hòa, những cái chi tiết đấy nó là cái điểm nhấn. Đúng không? Đây, ghế phụ thì chỉnh điện anh chị nhé. Ghế phụ cũng đều chỉnh điện rất là hiện đại và có sấy, có sưởi. Có sấy, có sưởi đầy đủ cho cả hai ghế lái và ghế phụ anh chị nhé. Chạy chiếc xe này thì cực kỳ đầm chắc anh chị ạ. Với cái động cơ dung tích là 2.0. Đấy. Khá là tiết kiệm nhiên liệu. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu là khách hàng đi và đánh giá thực tế nó rơi vào khoảng 8 đến 9 lít. Rất là tiết kiệm anh chị nhé. Cho một mẫu CUV. Một mẫu CUV gầm cao máy thoáng. Tiếp theo đây em sẽ đi chi tiết vào cái không gian nội thất xem nào. Từ vô lăng các thứ xem nào. Đầu tiên đây là những cái tính năng rất là đáng đồng tiền bát gạo này. Xe thì về tính năng an toàn rất là hiện đại anh chị nhé. Đây là tính năng là chống trơn trượt, cân bằng điện tử. Ngoài ra thì xe có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS này. Phân bổ lực phanh điện tử EBD này. Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA này, hỗ trợ đổ đèo này, rất nhiều các tính năng về cái vận hành, hệ thống an toàn rất là hiện đại. Đây là cảnh báo điểm mù này, đấy, và đây là chức năng cốp điện, đấy. Rất là tuyệt vời anh chị ạ. Đấy. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi, đây cái nút start stop đây, em sẽ bật điện lên, đấy. Ok em nổ máy nhá. Thiết kế bảng đồng hồ trung tâm thì rất là hiện đại, nhìn rất là hiện đại luôn. Xe chạy được 9.7 km chuẩn rồi anh chị nhé. Đấy. Hệ thống giải trí thì đầu CD thôi, nhưng cái tuyệt vời của nó là nó được trang bị loa JBL, mang lại cái hệ thống âm thanh nghe rất là tuyệt vời anh chị ạ. Đấy. Đây là vô lăng của chiếc xe Kia Sportage nhập khẩu 2015 với thiết kế là dạng méo. Nhìn nó rất là thể thao. Đây, logo GT Line. Đấy. Và vô lăng này là vô lăng zin của xe anh chị nhé. Đấy, nó bên này nó là trang bị những cái nút điều chỉnh, tích hợp những nút điều chỉnh âm thanh, hệ thống âm thanh ở trên vô lăng này, đàm thoại rảnh tay này. Đấy, còn bên này thì rất là đáng đồng tiền với chức năng gì ạ? Ga tự động cruise control. Đấy, rất là hiện đại. Kia Sportage 2015 thì được trang bị hệ vô lăng chỉnh điện nhé. Nó mang lại cái cảm giác lái rất là nhẹ nhàng. Đây, em dùng một tay, em xoay vẫn rất là nhẹ nhàng. Đấy. Rất là tuyệt vời cho một chiếc CUV. Hơn thế nữa thì Sportage 2015 được tích hợp cái lẫy chuyển số ở trên vô lăng. Đấy. Mang lại rất nhiều cái giải pháp về cái cảm giác lái. Xe thì được trang bị đây là hệ thống hỗ trợ đổ đèo nha anh chị nhé. Phanh tay điện tử này. Đấy. Hiện đại không ạ? Đây là nút tắt mở cảm biến. Còn bên này một cái chức năng nữa rất là tuyệt vời, đó là khi anh chị ấn ở đây. Đấy, nó có chế độ gì ạ? Nó có 3 chế độ lái nhá. Eco này, màu xanh đấy ạ. Chế độ tiết kiệm nhiên liệu, chế độ low lan và chế độ
Sport nhé. Đấy. Đây, hiển thị lên chế độ Sport. Nó sẽ hiển thị cái chữ ở trên này. Thì khi mà anh chị thích một cái cảm giác lái nó thích thú hơn, anh chị có thể chuyển sang chế độ Sport. Sau đó thì chuyển cái cần số sang chế độ gì ạ? Cộng trừ này, chế độ bán tự động. Và chúng ta dùng cái chuyển số ở trên nẫy chuyển số vô năng này, thì mang lại một cái cảm giác lái cực kỳ thích thú cho anh chị. Phải nói là rất tuyệt vời, bởi vì em đã trải nghiệm rồi. Rất là tuyệt vời anh chị ạ. Đấy. Thực sự là rất là đáng đồng tiền bát gạo khi mà bỏ tiền ra mua chiếc Kia Sportage này rồi. Trang bị cực kỳ là hiện đại luôn anh chị ạ. Đấy. Tiếp theo nữa là đây, đó là cái hệ thống gì ạ? Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập anh chị nhé. Auto này, hai vùng độc lập. Khi mà chúng ta bật cái chế độ bên này lên thì chúng ta sẽ chỉnh được cái nhiệt độ ở hai bên nó khác nhau. Đấy, mang lại rất nhiều cái giải pháp điều hòa cho người lái và cái người ngồi bên cạnh này, có thể chọn được những cái mức nhiệt độ khác nhau anh chị nhé. Tắp nô xe thì vẫn còn giữ được nguyên bản. Xe thì khá hiện đại này, trang bị đến 6 túi khí, bao gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí rèm và 2 túi khí bên hông. Đấy. Với cái tầm tiền bỏ ra để hơn 600 triệu thì em nghĩ là lựa chọn một chiếc Kia Sportage này. So với những cái đối thủ của nó như Hyundai Tucson thì Hyundai Sportage là nó Kia Sportage nó hơn hẳn về công nghệ luôn. Đấy, trang bị hiện đại và đi đầm chắc hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Một cái tính năng rất đồng tiền, đáng đồng tiền bát gạo nữa ở đây và hơn hẳn các đối thủ anh chị nhé. Anh chị nhìn ở đây, nó không chỉ đơn thuần là một cái khay để đồ đâu. Khi anh chị đặt điện thoại vào đây, nó là gì ạ? Nó được sạc, đó là chế độ sạc không dây anh chị nhé. Rất là tuyệt vời. Đấy, bên cạnh thì có những cái cổng AUX, USB và cổng sạc. Thì cái, những cái đấy thì anh chị nào cũng biết rồi. Nhưng cái tuyệt vời nhất của nó là gì ạ? Nó là có sạc không dây. Đấy. Ngoài hiện đại về cái vận hành với những cái tính năng an toàn vượt trội thì Kia Sportage 2015 là được trang bị những cái tính năng rất là hiện đại. Đấy, những cái tiện nghi rất là hiện đại anh chị thấy không ạ? Loa JBL này, hệ thống điều hòa tự động hai vùng này, có sạc không dây này, nẫy chuyển số trên vô lăng này, cruise control ga tự động. Đấy, rất tuyệt vời. Và đây là một cái điểm cộng nữa được trang bị trên Kia Sportage 2015 anh chị nhé. Đó là cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn. Đấy anh chị thấy không ạ? Cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn anh chị nhé. Đấy, mang lại cho chiếc Kia một cái khoảng không gian nội thất cảm giác rất là rộng rãi và thoải mái khi mà ngồi trong. Chúng ta mở cái cửa sổ trời toàn cảnh ra cả trước và sau luôn anh chị nhé. Tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Rất là đáng đồng tiền bát gạo anh chị ạ. Và anh chị nào mà đã lái chiếc xe Kia Sportage nhập khẩu 2015 này rồi, em nghĩ là không thể chê được đâu ạ. Chạy cực kỳ đầm chắc anh chị ạ. Rất là đầm chắc luôn. Đấy. Trang bị thì hiện đại và đầy đủ những cái tính năng an toàn như cân bằng điện tử, như hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi là cảnh báo điểm mù đầy đủ hết. Đúng không ạ? Nó rất hiện đại. Rất là tuyệt vời. Đấy. Em nghĩ là với cái tầm giá của nó, hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 656 triệu đồng. Quá là hợp lý anh chị ạ. Cho một chiếc xe nhập khẩu mà là thuộc hàng kịch cực kỳ hiếm anh chị nhé. Chỉ có vài chiếc thôi. Nếu mà màu đỏ này tại khu vực miền Bắc chỉ có 2 chiếc thôi. Đấy, và khu vực miền Nam thì có thêm vài chiếc nữa. Đấy, còn toàn thị trường Việt Nam nó chỉ có khoảng gần 100 chiếc Kia Sportage được phân phối tại thị trường Việt Nam. Nó là những chiếc xe cuối cùng được nhập khẩu và phân phối về thị trường Việt Nam anh chị nhé. Đấy. Xe thì bên em cam kết là nguyên bản, nguyên zin hết anh chị ạ. Một chiếc xe như này không thể nào mà bên em mua một chiếc xe có lỗi được. Anh chị hoàn toàn an tâm anh chị nhé. Để mà xem xe và lái thử xe thì em mời quý anh chị và các bạn qua
showroom bên em, xe đẹp Hải Dương, tại khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương anh chị nhé, để trải nghiệm một chiếc xe rất là tuyệt vời, rất là đáng đồng tiền bát gạo. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.